hồ quý ly là nhân vật lịch sử đầy tranh cãi khi còn là quyền thần thì khuynh đảo triều chính khi lên làm vua rồi thái thượng hoàng thì thống lĩnh quyền lực tuyệt đối nhưng tiếc thay khi thua trận lại không giữ khí tiết giai đoạn nhà trần suy vi hồ quý ly tranh thủ cơ hội để thâu tóm quyền lực khi rơi vào bước đường cùng thì cha con hồ quý ly lại không thể hiện được ý chí của những người yêu nước tướng ngụy thức bèn tâu nước đã mất làm ông vua không nên để cho người ta bắt được xin bệ hạ tự đốt đi mà chết còn hơn. Lời nói của thức không hề phạm thượng mà thực ra rất đúng trong bối cảnh đó. Với tư thế của một người từng làm tướng rồi lại làm vua, Thái Thượng Hoàng thì đáng ra Hồ Quý Ly dù chưa tự sát ngay, thì cũng phải tính đến phương án bảo toàn khí tiết nếu chẳng may hết đường. Hồ Quý Ly lại nổi giận, bắt Ngụy thức chém rồi chạy vào Nghệ An. Rốt cuộc đến kỳ la hà tỉnh cha con, ông cháu nhà Hồ Quý Ly đều bị bắt.